em. Hôm nay thầy sẽ dạy cho tụi em một cái mà nó rất là quan trọng, gần như là làm tốt là phải cần phải nó. Trong chương trình lớp 8 tụi em mới học đó là gì? Bảy hành động thích đáng nhớ. Nhưng mà hầu như từ khi thầy dạy mười mấy năm nay rồi không em? Học sinh lớp 8 thì không nói nha, nhưng mà học sinh lớp 10, 11, 12, kể cả luyện thi đại học nha, giờ chưa bao giờ mà thuộc đầy đủ bài hành động thích đáng nhớ. Mà mấy em nghĩ đi, một bài toán khó là một bài toán thường thường là khai triển mũ cao, ví dụ như mũ 3, mũ 4 này, mũ 5, vân vân. Mà khi mà mũ 3 mà tụi em còn không thuộc nữa thì làm sao làm được bài tập, phải không? Nên mà mũ 4, mũ 5 nữa càng cực nữa. Bởi vậy cho nên thầy nghiên cứu là sẽ tìm đủ mọi cách để hôm nay thầy sẽ dạy cho tụi em là cách thuộc N hàng thật đáng nhớ luôn ha. Động tới thầy cam là lúc nào cũng là cách thuộc ha, tức là chỉ cho thuộc mà. Yên tâm mấy em, yên tâm đi. Thầy sẽ tìm cứ càng ngày á, là bây giờ thầy dạy cách thuộc như kiểu này, nhưng mà hôm khác á, là thầy dạy theo kiểu khác mà. Bởi vậy cho nên là chắc chắn là một điều thầy sẽ không bao giờ sợ mà dạy xong mất rồi cái hết chiêu còn đâu dạy nữa, không? Bằng nghiên cứu mấy em. Bữa nay thầy dạy học trò cái kiểu này, nhưng mà ngày mai thầy dạy học trò kiểu khác. Thầy cảm thấy kiểu này không chất lượng là tự thầy sẽ nghiên cứu mày mò thêm ấy, tìm cách nào cho nó hay hơn, chất lượng hơn đó. Thì hôm nay thầy sẽ giúp cho tụi em không những là học sinh cấp 3 mà học sinh bắt đầu từ lớp 8 trở lên mà. Đó, thầy hy vọng rằng với cái video này sẽ giúp được cho học sinh bắt đầu lớp 8 trở lên thuộc nhiễm các công thức lượng gì các cái hàng đẳng thức. Mà các em biết là hàng đẳng thức mà thuộc rồi làm bài tập tự tin lắm ấy. Giải một bài toán khai triển hàng đẳng thức ra mới giải được, khai triển hàng đẳng thức không được là coi như thua luôn rồi, nhớ chưa? Rồi bây giờ thầy nói nè, giờ thầy nói nè, có nhiều em là đa số khi dạy cái này mà thầy hỏi mà 10 đứa hết 8 đứa nó sai à, thấy không? Mà cái nó rất là đơn giản. Ví dụ như này, 1 mũ 0 là nó bằng 1, 2 mũ 0 bằng 1, trừ 3 mũ 0 bằng 1, vân vân vân. A mũ 0 nó bằng 1, rồi A cộng B mũ 0 nó cũng bằng 1. Có nhiều em nói là 1 mũ 0 bằng 1, 2 mũ 0 bằng 2. Nhiều lắm đó em. Hồi trước giờ thầy dạy cái này nhiều lắm. Rồi. Và mấy em thấy chưa, các thầy cô khác dạy ở trên lớp và kể cả như trong các video, không ai dạy mà dạy trở lại những cái kiến thức gọi là căn bản nhất. Thầy thì cố gắng, thầy sẽ làm những cái video thật sự là căn bản mà. Tại vì khi xây một cái nhà đó em, khi xây một cái nhà là tụi em phải làm cái móng, làm cho kỹ cái móng em, hiểu không? Rồi sau rồi thì mình xây lên, xây kiểu móng như cũng được ha. Còn khi mà tụi em đổ cái móng mà dỗn dỗn á, muốn lên cái tự nhiên cái xây lên cái tường là đổ tắm thôi, lên tự nhiên cái trúng mắt làm gì đó có tiền á, thấy không? Cái thôi làm lên tắm nữa. Khi làm lên tắm nữa thì cái móng nó bị yếu đi mà. Làm lên tắm nữa vô tình đè chết, sụp á, nó lún xuống chết. Như vậy là có tiền là chết, thấy chưa? Như vậy ai dám có tiền không em? Nhưng mà tại vì thầy nói cái đó không phải là nói chung, mà gọi nói riêng là không cẩn thận em. Đó, như nhiều em học chơi chơi thôi, thôi để lên lớp lớn đã học, lớp nhỏ học chi, đúng không? Lớp nhỏ học chơi chơi được rồi, khi lên lớp lớn hỏng mất kiến thức lớp nhỏ, đúng chưa mấy em? Đó, cuối cùng là gì? Quay trở lại, khi quay trở lại là không có thầy cô nào dạy là kiến thức còn nhỏ đâu.
Tại vì những thầy cô cứ nghĩ kiến thức đó là cơ bản rồi. Hiểu chưa mấy em? Đó là bắt buộc tụi em phải biết rồi, cho nên không dạy lại. Và cứ tiếp tục như vậy là theo cái đà như thế là tụi em bắt đầu mắc căn bản, mắc riết non hồi. Thi đại học 3 năm, rớt 3 năm. Có nhiều em nói thầy, năm nay có một em, năm nay là 2014 nè. Có một em mới gọi cho thầy ở Lái Thiêu tỉnh Bình Dương mà. Nó là chuẩn bị qua dạy, qua thầy học, qua trung tâm thầy. Thì mới nói là gì, thầy ơi em thi 5 năm rồi em rớt. Nhưng mà bây giờ là em quyết tâm năm nay em phải đọc. Em coi hết trên mạng rồi. Bây giờ chỉ có video của thầy là hợp lý với em nhất thôi. Và đúng theo cái cách của em nghĩ. Cho nên là chắc chắn là như năm nay em qua, thầy giúp em năm nay phải đọc. Cho nên có nhiều cái vui lắm em. Khi mà nó có cái Facebook lắm em, thì mới có nhiều học trò nó mới mới tâm sự trên cái Facebook hay lắm. Hiểu không? Tụi em cái gì mà không biết cứ đăng lên mạng đó, ha, đăng lên Facebook bạn. Khi nào rảnh thầy mới trả lời được nha mấy em. Tại vì thầy rất là bận. Nhưng mà thầy cố gắng là cứ rảnh là thầy phải trả lời cho bạn được. Nhớ các em ha. Rồi bây giờ nhớ này, học sinh từ lớp 8 trở lên vào video thầy học được rồi đấy. Đó. Như vậy mình nói chung nè, tất cả mũ không đều bằng 1. Rồi, nhớ em, tất cả mũ không là đều bằng 1. Tụi em không tin cứ lái máy bấm thử. Thầy nói không tin này là thầy nói cho những em học sinh là trung bình yếu thôi em. Thấy không? Nhưng mà nó chỉ vui vậy đó. Chứ còn có em như thầy mới vừa nhận là các bé lớp 12 nè, ở trường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 em, thành phố Hồ Chí Minh nè. Là học sinh giỏi lắm em. Mà cuối cùng thầy hỏi là A cộng B mũ không có bằng máy, cái nó A bằng B mũ không đó, bằng A cộng B đó. Có, nó cho học sinh giỏi đó em. Tại vì giỏi là do như thế này, tụi em theo cái đà ngay chỗ đó. Và thậm chí nhiều em mắc gốc, nhưng mà vô chỗ đó học theo cái ở trong trường là gần như là thầy cô dạy cái người ta gọi là cái gì ta, chạy theo thành tích đó em. Chạy theo thành tích, điểm số rất cao, kiến thức không bao là không bét luôn đó em. Thực sự chắc là tụi em chưa biết đâu, nhưng mà những thầy cô đều biết cái điều đó, nhưng mà đều bỏ qua hả? Được chưa? Chính vì thế mà thầy cố gắng những cái gì căn bản thầy đều dạy hết cho tụi em với đã. Thầy hy vọng rằng với những cái video này của thầy, học sinh sẽ có được một cái kiến thức căn bản. Thì không cần học thầy đâu em, học các thầy cô khác cũng kịp. Là ok, học ở đâu cũng được ha. Nhớ ha. Rồi đây nè. Và đây nữa, ví dụ như là 1 mũ 1 là bằng 1, rồi 2 mũ 1 cũng bằng 2, trừ 3 mũ 1 bằng trừ 3, vân vân. A mũ 1 bằng A, hay là gì, A cộng B mũ 1 bằng A cộng B, vòng vàng ha, bằng A cộng B. Cho nên chỗ này nè, tất cả mũ 1 đều bằng chính nó. Nhớ nghe, mang tất cả mũ 1 á là đều bằng chính nó. Được chưa? Đó, mấy em thấy nè. Như vậy nè, tụi em nhớ cho thầy có lúc đầu này là tất cả mũ 0 á là đều bằng 1. Tất cả mũ 1 đều bằng chính nó. Nếu như em nào yếu yếu mà cảm thấy nghi ngờ á, không? Lái máy tính bấm. Thấy không? Có lắm em, có nhiều em nghi ngờ lắm, nghe nói ông thầy nó tầm bậy. Làm gì có cái chuyện đó, thấy không? Có à, thấy không? Tại vì thầy gặp nhiều rồi. Nhiều đứa học trò đối thoại với thầy vậy rồi. Thấy không? Cho nên là thầy rút kinh nghiệm và thầy dạy cái video này mấy em. Quyết tâm ha. Rồi nè. Theo đó, thầy nói cho mấy em là toán học nó vui lắm, nghe chưa? Và người ta gọi là toán học á là nó rất là thực tiễn của cuộc sống. Có nhiều thầy cô hỏi, có nhiều bạn học sinh hỏi, thầy ơi học toán chi cho cực thầy. Nó thiệt với thầy á, chỉ cần đếm tiền là đủ. Làm cái gì ra tiền, chứ em thấy học nó không có thực tế.
Tại sao không thực tế vậy? Thấy không? Khi mà đếm tiền á, tụi em không học toán á mấy, tụi em đếm tiền nó lộn á, 1 cộng 2 bằng mấy ha, 100.000 cộng thêm 1 triệu bằng nhiêu, phải không? Nó cũng phải có cái cộng trong đó mấy. Cái đó là thầy nói cái cơ bản nhất á, thấy không? Còn nhiều cái phức tạp nữa mấy, mà cần phải dùng tới toán. Tụi em cứ thử đi, khi mà học càng lớn lên, học lượng giác là để áp dụng trong các vấn đề xây dựng rất là nhiều, học hình không gian để là đồ họa mang. Nếu như mà như cái chiếc tàu như Việt Nam mình vừa đóng tàu pháo TT-40 vậy đó em, thấy không? Tàu pháo đầu tiên của Việt Nam, tàu chiến đó. Như vậy là gì? Phải đưa lên trên máy tính, phải đo kích thước này nọ, thấy không? Làm lên một cái khung thiết kế đúng một cái mẫu rồi nên là cuối cùng rồi mới đưa ra cho người ta thi công. Mà em muốn xây cái nhà tụi em phải bản vẽ đó, người ta gọi là kiến trúc sư đó em, người ta vẽ nó ra. Nếu như không học từ toán mà ra thì làm sao mà làm được những cái bản vẽ như vậy, phải không em? Cho nên học toán rất là quan trọng. Từ từ khi mà học tới chỗ nào, cái nào áp dụng được cái gì thầy sẽ chỉ cho, được chưa? Thầy chỉ cho rồi tụi em từ khi mà có nhiều em mà ghét môn toán tự nhiên yêu môn toán thôi, được chưa? Rồi giờ thầy nói điều này nè, và cũng không có ai cãi, thấy không? Bây giờ cái đẹp và cái xấu, tất nhiên tụi em thích cái đẹp, đúng không? Thích cái đẹp, một hoa đẹp và một hoa xấu, tất nhiên là thích của hoa đẹp rồi. Và nói về cái phương diện con người, một cô bé rất là xinh với một cô bé rất là không được xinh đó, thấy không? Đừng nói xấu nha em, cái đó là không được đâu đó, mình nói là không được xinh, thấy không? Với lại cô bé rất là xinh, hot girl á, ai mà không thích, đúng không? Hoặc là ví dụ như cái gì gì bi bi gì ở Hàn Quốc không em, thầy cũng không rành, thấy không? Mấy diễn viên viên Hàn Quốc mà coi như mỗi lần mà qua Việt Nam cái nữ phải bỏ ăn bỏ uống mà phải ngưỡng mộ xem, nó là chen chúc nhau mua vé, không cũng thích đẹp trai vậy, thấy không? Cái đẹp là thích à, hầu như trên đời này không có ai không thích cái đẹp hết mà, thấy không? Một chiếc xe xấu, một chiếc xe đẹp cũng thích chiếc xe đẹp, cứ đẹp là thích à. Như vậy chính vì thế mà để cho học cách thuộc N công thức đáng nhớ này á, thì thầy sẽ dạy cho tụi em cái tam giác đẹp, được chưa? Tam giác đẹp nhớ nha mày, tại vì tam giác mà xấu là tụi em không có nghĩ tới đó, chính vì thế mà thầy sẽ dạy tam giác đẹp ha, nhớ nha. Cái tam giác đẹp nó có tên đàng hoàng đấy. Tụi em học lên lớp 11 là tụi em biết cái tên nó là cái gì đó, mày có gì chút nữa thầy nói cho. Nhưng mà từ lớp 8 đến 9 đến 10 tụi em không biết, cho nên thầy đặt cái tên nó là tam giác đẹp. Cái gì đẹp mình nhớ và mình thích nhớ nó, được chưa? Như vậy tam giác như thế nào gọi là tam giác đẹp? Một tam giác ví dụ như tam giác thường nó không đẹp, tam giác vuông cũng chưa đẹp, tam giác cân cũng chưa đẹp. Trong tam giác mà có ba cạnh bằng nhau đều nhau là nó đẹp. Ba góc bằng nhau, mỗi góc 60 độ, ba cạnh bằng nhau là đẹp, đúng không? Cái gì đều là đẹp mà. Ví dụ như hai cái lỗ tai đều nhau đẹp, cái lớn cái nhỏ sao đẹp, đúng không? Hai cái tai như thế này mày mày, thấy không? Mà tai nhỏ tai to đẹp không? Chắc chắn không đẹp rồi, đúng không? Hai tay đều nhau mới đẹp, nhớ chưa? Hai con mắt á, mà nó đều nhau mà nó người ta gọi là mắt bồ câu á mấy em mới đẹp. Cái mắt bồ câu mà con bay con đậu đâu đẹp mấy em, đúng không? Đó, tức là con lớn con nhỏ, đúng không? Là không đẹp chắc chắn gì đó, phải không? Rồi như vậy mình thống nhất nhau này, ai cũng thích cái đẹp, thầy dạy cái tam giác đẹp. Tam giác đẹp là tam giác đời đời là đều á, thấy chưa? Đẹp đều gì đó, phải không? Đều ba cạnh bằng nhau và góc bằng nhau. Như vậy đây nè, nhớ nè, giờ mấy em coi nè, đây A cộng B tất cả mũ 0 là bằng 1, bằng 1 thì ghi chỗ này số 1 đó, chữ số 1. Rồi A cộng 1 tất A cộng B tất cả mũ 1 bằng A cộng B thì ghi bằng 1 nhân A cộng 1 nhân B, được chưa ha? 1 nhân A cộng 1 nhân B thì thiết lập nó một tam giác đều mà, là tam giác đẹp. Thấy chưa? Nếu như tụi em trong tập á,
nó có ô ly đó mà. À, trong cái tập nó có ô ly đây này, để thầy chỉ cho. Tập nó có ô ly như thế này, ô vuông như vậy này, được chưa? Thì tụi em sẽ ghi đúng ngay của cái góc vuông á, ngang góc vuông rồi qua bên này góc vuông, qua bên kia góc vuông này, nó sẽ đẹp, thấy chưa? À, nó sẽ ra được cái tập nhân đẹp nha. Đây này, cái này nó bự hơn này. Đây, được chưa? Thấy nè, cái góc vuông này, đó, ngay góc vuông mình ghi chỗ này. Đó, thì ghi luôn vô cho thấy ha. Đây, 1, 1, 1. Đây, tụi em ghi như thế này nè, được chưa? Và cái tờ giấy này á, tụi em lật lại ghi từ đây mấy. Ghi từ đây ghi xuống. Tại vì mình càng cộng, cộng vô là nó lớn lần ra. Khi để đây, nó lớn ra đây hết mất rồi. Cho nên tụi em để vậy nè, ghi từ đây. Ghi từ số 1 đây, ghi xuống, cộng xuống ha. Nhớ nha. Rồi. Rồi đây mấy, coi nè, mình cộng từ bên trái sang bên phải, 1 cộng 1 bằng 2. 1 cộng 2, 1 bằng 2 ghi chính giữa đây mấy, chính giữa là thuộc số 1. Ghi chính giữa thuộc số 1. Tự nhiên nó mất cái đẹp đi. Mất tâm nhất đẹp rồi. Như vậy sao tâm nhất đẹp được? Chẳng hạn như một hoa hậu đi, thấy không? Một hoa hậu hay là vừa rồi mà có mất cái vụ mà diễn viên đẹp ơi là đẹp luôn, có bị quýnh ghen không em, tạt axit mặt xấu quá. Ô sao ơi, mà sao mấy bữa tự nhiên đẹp lại à? À, tức là người ta làm gì? Người ta phẫu thuật mà, đúng không? Một người mà bị tai nạn hay bị một cái gì đó, hay là một người mấy em thấy không, Phi Thanh Vân không? À, mấy bữa trước mà mấy hình cũ đang thui xấu quá à, giờ mấy em thấy đẹp ghê không? Người đúng chuẩn luôn mấy em. À, hầu như cái gì dư hết bỏ ra, cái gì mà thiếu lát đáp vô, phải không? Tự nhiên đẹp ha. Mặc những cái hiện đại đó giống như bên Hàn Quốc hay là bên Thái Lan mấy em, gần như là người ta phẫu thuật tuyệt đối mấy em. Mấy em thấy thực chất mà khi tụi em đi đến đất nước đó, tụi em thấy đại trà người xấu hơn người Việt Nam em. À, người đại trà luôn á, nói gì dần đó nha. Nhưng mà tụi em thấy cái dàn diễn viên không? À, đẹp gấp mấy lần ở Việt Nam, đúng không? À, tại vì ta phẫu thuật tốt mà. À, em nào mà sau này mà có điều kiện á, đa số là mấy em gái á, không em nữ á, đi qua bệnh về cái tự nhiên đẹp đi hả? Được chưa? Như vậy nè, nó mất cái tâm giác đẹp thì mình phải phẫu thuật nó, đúng không? Y chang nó giống y chang trong người vậy ha, thực tế lắm. Đây nè, mình nhiễu số 1 theo cái hàng này. Đó, theo đúng một cái đường chéo này, nghĩa số 1 hay đường chéo này, 1. Tự nhiên nó ra lại tăng giác đẹp. Tăng giác đẹp em ha, tăng giác đẹp. Đây là con số 2, cái con số mà kế số 1 là số mũ của nó đó em. Đây nè, kế số 1 là cái hàng 1 ngoài tiên mà kế vô trong số đó là số mũ của nó. Như vậy số 2, tức là A cộng B. Đây nè, A cộng B tất cả mũ 2. Đó, sẽ bằng là tụi em học đây nè. Hệ số đầu tiên tức là hệ số 1. A cộng B tất cả mũ 2, như vậy trong này có mũ cao nhất chính là mũ 2 nhé mấy em. À, A mũ 2, B mũ thấp nhất là B mũ 0. Thấy chưa? A mũ cao nhất, B mũ thấp nhất. Tiếp tục tới hệ số 2 này này. Tiếp tục tới hệ số 2. A mũ 2 mà hạ xuống một bậc còn A mũ 1. B mũ 0 mà tăng lên một bậc là B mũ 1. Thấy chưa? Hạ xuống mặt, mềm mua. Tiếp tục tới cái hệ số 1 này. Hệ số 1. A mũ 1 mà hạ xuống một bậc còn lại là A mũ 0. B mũ 1 mà tăng lên một bậc là B mũ 2. Đó, được chưa? B mũ 2. Như vậy nếu như tụi em rút gọn là nó sẽ ra nè, A bình cộng 2 lần AB cộng B bình phương. Như vậy hàng công thức này gần như em nào cũng thuộc hết, đúng không? Như vậy em thấy nè, từ cái tam giác đẹp này nó ra đó. À, thầy cô á, dạy cho tụi em đa số tới nay là ghi ra bảy hàng đẳng thức đáng nhớ, cần phải nhớ nha, học thuộc đi, không thuộc tôi cho zero ha, nó không số không xui quá mà nó zero ha. Đó, cho nên là gần như là tụi em học kiểu đối phó về nhà, học nhỉ, học như học cháo vậy đó, gọi là học vẹt á, không học đã rồi bữa sau lên thầy cô dò cái thuộc, cái bữa sau thầy cô hóng dò cái quên mày, không được chưa? Làm như thầy mày, bảo đảm tụi em sống để bụng chết mang theo, không bao giờ quên. Em nào mà nhìn mà biết được cái video này rồi mày,
À, là coi có thuộc rồi phải không? Mình thử hỏi bạn mình, mày thuộc bảy hàng ẩm thực đáng nhớ không? Bạn thuộc bảy hàng ẩm thực đáng nhớ không? Mình nói lịch sự, có nhiều đứa mày tao mà, thấy không? Mình cũng tình cảm lắm em. Còn mình nói à bạn thuộc không, thấy không? Nó nói thuộc chứ sao không thuộc? Hàng ẩm thực đáng nhớ vậy à, mà không thuộc. Lái giấy ghi thử đi. À, bảo đảm tụi em nó ghi thường thường là được ba cái mũ hai, lên cái mũ ba gần như là thầy thì thầy không biết nha, tại vì trước giờ thầy dò cũng có một hai em là thuộc hết, là thuộc hết, còn là hầu như học sinh giỏi thầy dò cũng không thuộc hết. Em hàng bậc ba là đã lộn rồi, đừng nói mũ 4, mũ 5, mũ 10, hiểu không? Đó cho nên là cứ chị dò bạn mình, không phải mình thách đố với bạn mình đâu em, nhưng mình giúp bạn mình, hiểu không? Khi mà chỉ rồi mà không thuộc á, à, họ dò rồi mà không thuộc á, cái đó ở trên mạng có một cái video cách thuộc N hàng đẳng thức đáng nhớ của thầy Mùi Những Giang Ca, ông thầy vừa lùn vừa xấu vừa nhỏ con á, thấy không? Lùn này nhỏ con này xấu đó, ông đó mà có cái là ông dạy dễ nhớ đó, thấy không? Ông chỉ cho cách thuộc N hàng đẳng thức đáng nhớ. À, có nhiều người á là người ta xấu á em, người ta không có tự tin đứng trước cái máy quay hay là đứng trước đám đông em, mà xấu như thầy sao tự nhiên thầy khoái đứng trước đám đông em. Xấu không phải là cái tội nha mấy em, à, mấy em nhớ nha, xấu không phải là cái tội. À, trời cho sao, tức là trời cho ai nấy vậy, cho cái gì mình làm vậy, tức là bản thân mình dù có xấu dù có nhỏ con đi chăng nữa, thấy không? À, nhưng mà cha mẹ mình sinh ra, cha mẹ mình tức là rất là khổ cực nhọc mà nuôi mình lớn lên như vậy, tại sao mình phải tự ái với đời mày? À, mình nói lại à, trời cho mày đẹp thì mày cứ đẹp đi, tao xấu là quyền của tao, phải không? À, cái đẹp cũng không ăn được mà cái xấu của tao cũng chẳng cho tụi bay được cái gì, mà cũng không làm ảnh hưởng gì tụi bay, đúng không? Cho nên đừng mặc cảm mày, xấu như thầy cũng vậy, thầy đâu mặc cảm đâu, đúng không? Ừ, nhưng mà xấu mà giỏi là được đâu mấy, cố gắng học giỏi đi, thấy không? Cái rồi cái mình giúp mọi người được nhiều vậy, cái qua kiếp sau này à, mình sẽ đẹp lên nè, nhớ chưa? Đó, nhớ nè, trong cuộc sống đó, luôn luôn nó có một cái ở bên đạo Phật người ta có nói mấy, là là người ta nói là nhân quả đó, họ nói là nhân quả đúng lắm em. Thầy cảm thấy một điều như vậy, nhân quả rất đúng. Cho nên tụi em nên nhớ này, sống á, mình phải nên giúp mọi người đi em. Như thầy nè, thầy dạy nhiều cái này nè, thầy đăng ký, thầy dạy bỏ thời gian công sức ra thì dạy như vậy để đăng lên cho tụi em học miễn phí hoàn toàn. À, thầy mong rằng tại vì sao thầy làm như vậy? Hồi trước nhiều người thầy cô giúp thầy mới được ngày hôm nay nè, hiểu không? Và bây giờ thầy làm cái này để cho gì? Tất cả những em là thầy giúp lại được các em, tại vì thầy không có điều kiện cũng không có một cái cơ hội mà để thầy giúp lại những thầy cô mà giúp thầy lúc trước, thì nó theo một cái dây chuyền mà người này giúp mình giúp lại người khác, đó là mình trả ơn người trước rồi mà. À, không bao giờ có, tức là rất hiếm có cơ hội để giúp lại những người giúp mình, và những người giúp mình người ta không mong mình giúp người đó giúp, tức là những người mà giúp mình á, người ta không mong mình giúp lại người ta đâu em, thấy không? Giống như cha mẹ sinh mình ra nuôi mình lớn lên, à, nếu như cha mẹ là người hiểu biết mà em, thì người ta không bao giờ mong con mình sẽ lo lại cho người ta, mà người ta sẽ là gì? Người ta sẽ làm sao cho con mình nó nên người, làm sao cho con mình nó có ăn học và sau này nó có địa vị trong xã hội, nó sẽ làm ăn được mà. Đó. Và nó nuôi vợ nuôi con nó là con trai, nó lo cho chồng cho con nó là con gái, hiểu chưa mấy em? Xong rồi á, nếu như người hiểu biết người ta sẽ làm một cái gì đó, người ta dự trữ lại cho đời sống người ta. Nếu như có nhiều người á, người ta không dự trữ được mấy em, người ta khó khăn người ta không dự trữ được á, khi con thành đạt người ta đi tu mấy. Nào, cho nên là người ta không có màng tới cái vấn đề mà sau này con cái phải lo lại cho người ta, nhớ chưa mày? Chứ mày đừng có nghĩ ôi ông đẻ mình ra, à, ông bà cha mẹ mình đẻ mình ra phải có bổn phận nuôi mình,
xong rồi lớn lên là mình cũng phải bổn phận nuôi lại, chán quá cuộc đời chi thế. Không phải đâu em, cái đó là suy nghĩ những đứa không biết. Và những cha mẹ mà nghĩ là nuôi đẻ ra bắt con phục vụ lại mình đó, là những cha mẹ cũng không hiểu biết này. Cha mẹ hiểu biết là sinh con ra phải cho con ăn học đến nơi đến chốn, phải để cho con thành người, xong rồi là tự động người ta sẽ tìm đường để mà người ta tự lo bản thân, còn con lo cho phần con. Mấy nè, cho nên là mình đừng có nghĩ một cái phiến diện nào đó. Có thể là mình đang sống xung quanh mình toàn bộ người xấu, mình mới nói rằng trên đời này chẳng có ai tốt đâu. Không có đâu em, có rất nhiều người tốt em, và cũng không ít những người xấu ha. Cho nên mình đừng có bi quan, mình cứ đi ra nhiều đi là mình sẽ biết em, tiếp xúc với nhiều người thì mình sẽ biết trong đó có người tốt và người xấu. Mình cứ chìa tay ra mình giúp đỡ mọi người đi, không phải giúp đỡ là phải đem tiền đem vàng cho người ta là giúp đỡ em. Có thể tiếng nói của mình, có thể những hành động của mình, người ta ngã mình đỡ người ta lên, thấy không? Người ta nghèo á, thấy không, thì mình chỉ cho người ta là cách làm ăn nếu như mình biết, thấy không? Hay là người ta học không được mình chỉ cho người ta, à cái này nè học được mình chỉ vậy đó, là giúp đỡ em. Hoặc ví dụ người ta lầm đường lạc lối, mình thấy mình cái à làm như vậy nó không tốt đâu, mình chỉ ra cái người ta trở lại, đó là giúp em. Họ nói giúp một người á, là còn hơn xây một cái tòa tháp 7 tầng đó em, không, người ta lầm đường lạc lối. Ví dụ nhiều khi á, trai gái yêu đương nhau cái rồi bỏ nhau cái rồi đòi tự tử hay là gì, là trả thù này nọ tùm lum hết trơn á, mình giúp được những người đó thoát ra được cái đó là hơn tiền bạc luôn em. Đưa đóng tiền tức nhau đâm nhau chết cũng vậy hả, mình không đưa tiền nhưng mà mình đưa cái lời nói của mình á, những cái hành động cụ thể rất là thực tế của mình á, cái tự nhiên cái nó thấy được cái nó bỏ luôn cái rồi bữa sau có tình yêu khác, đúng không? Cái cuối cùng nó trở lại một cuộc sống rất là bình thường như vậy, là hơn cho tiền bạc và vàng kim cương luôn em, nhớ chưa? Cho nên mình cố gắng, thầy cũng hy vọng là thầy sẽ giúp học sinh trên toàn quốc, không phải giúp tiền bạc mà giúp kiến thức. Không phải là thầy nghĩ là thầy giúp cái gì cũng được, thầy mong rằng là những cái nào thầy nói ra tụi em sẽ tiếp thu được, và thầy cũng góp một phần nào đó thôi. Và còn rất là nhiều cô bây giờ, thầy cô mà đăng lên mạng em cũng có rất là nhiều, thì nhiều người mỗi người sẽ góp cho tụi em một ít. Sau này có thể là tụi em khỏi cần đi học thêm em, chỉ cần học trên mạng là đủ rồi. Nhớ chưa? Rồi thầy nói như vậy để cho tụi em yên tâm ha. Tụi em có cái gì mà thắc mắc trong cuộc sống của mình á, mà nó khó khăn, thấy không? Nhớ vào cái Facebook của thầy đi, đăng lên đó, khi nào rảnh thầy trả lời. Facebook của thầy là tụi em biết rồi gì nữa, chữ Nguyễn Văn Cam, cái hình nhìn đẹp lắm, không phải như vậy đâu ha, tại vì nó qua Photoshop rồi mà, thấy không? Đưa lên chứ nếu như mà để nó không Photoshop cũng kỳ, thấy không? Nhưng mà vô trong cái một mà hình ảnh đó em, thì trong đó rất là đời thường ha. Thầy đi núi về thầy cũng chụp hình vô rồi, thầy ra ruộng bất kể chỗ nào, mình có sao mình sống dạy đi em, nhắn không? Nên là tiếp tục em, mình cộng từ bên trái qua bên phải để cho cộng từ bên trái qua bên phải, đó là 1 + 2 = 3, thì mình ghi chính giữa là thuộc số một ba, cộng đây rồi lát đây cộng đây luôn em, 3 + 2 + 1 = 3, ghi chính giữa là thuộc số một rồi, nó hết đẹp rồi, nó hết đẹp thì mình đi phẫu thuật nó em, thế này đó, nhiễu số 1 vô, nhiễu số 1 vô, không đi phẫu thuật đó, không chỉ cần phẫu thuật sơ xíu đẹp liền hả, không bây giờ đâu phải cần đi ra nước ngoài, Việt Nam cũng có mà, Việt Nam cũng nhiều cái trung tâm phẫu thuật lắm, nhưng mà đừng có phẫu thuật cái kiểu như mà chúng lược chúng 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 lưu chúng nhủi á. À, giống như cái gì cái thẩm mỹ viện Cát Tường ở Hà Nội em, mắt sát đó nghe em, mắt mạng đó. À, cho nên ví dụ như mình có tiền đó, thì mình đã làm những cái là uy tín, những cái trong bệnh viện, những cái lớn và những cái nổi tiếng đó. Đừng có làm chui mấy cái tư nhân rồi mở ra, cái đó nguy hiểm lắm em, người ta làm người ta không có đạo đức đó. Giống như đó không, làm như bác sĩ ở bên cái thẩm mỹ viện Cát Tường ở ngoài Hà Nội đó, ngay một cái trung tâm văn hóa không, một cái trung tâm của đất nước không,
mà cuối cùng là vẫn giết người như chơi á không? Phẫu thuật người ta chết đâm, kể cả bây giờ cũng chưa biết là cái chị Huyền nó chết kiểu sao. Tụi em thấy ghê không? Không phải ai cũng có được một cái trái tim nhân hậu đâu em. Họ nói là lương y như từ mẫu, hay giống như mẹ vậy đó. Nhưng không có đâu. Nhiều người ta chỉ nghĩ đến đồng tiền thôi, và nghĩ tới cái bản thân của ta thôi. Cho nên mình đừng có nghĩ ai cũng tốt hết. Nhưng trong cuộc sống mình phải đề phòng ha. Nhưng mà mình đừng có bi quan, lúc nào nhìn người nào cũng xấu, thấy không? Đó, mình trải lòng ra với người ta thì mình cảm thấy người ta sẽ có người tốt, có người xấu, được chưa? Đam ơi, như vậy nè, cái hàng mà kế số 1 này có số 3, như vậy đó là hàng nhãn thức bậc ba, mũi ba. Đam ơi, đây nè, A cộng B tất cả mũi ba nè, được chưa? Lấy cái hệ số đầu tiên là hệ số 1. A cộng B mũ cao nhất là mũ 3, như vậy là A mũ 3, và B mũ thấp nhất là B mũ 0. Nhớ chưa? Tiếp tục tới con số 3. Tiếp tục tới con số 3. A mũ 3 mà hạ xuống 1 bậc là A mũ 2. B mũ 0 mà tăng lên 1 bậc là B mũ 1. Tiếp tục tới hệ số 3 này. Tới hệ số 3. A mũ 2 mà hạ xuống 1 bậc còn A mũ 1. B mũ 1 tăng lên 1 bậc là B mũ 2 chứ. 1 bậc thôi là 1 lên 2. Tiếp tục tới hệ số 1 này. Tiếp tục tới hệ số 1. A mũ 1 mà hạ xuống 1 bậc còn A mũ 0. B mũ 2 tăng lên 1 bậc là B mũ 3. Được chưa em? Rồi đây. Như vậy ở đây là A mũ 3 cộng 3 lần này. A bình B mất mũ 0, mũ 1 này mình đã giải quyết ra rồi. Thấy không? Cộng 3 lần A, B bình cộng B mũ 3. Được chưa em? Đó. Tụi em thấy ung dung là nó sẽ ra cái hàm lượng thức bậc 3, nó đơn giản vậy đó. Rất nhiều em không thuộc cái này em. Thầy đảm bảo một điều là như vậy. Thấy không? Trước khi mà nhìn nghe thầy nói cái này, đừng chủ quan, đừng nói ôi cái chuyện đó nó đơn giản quá trời mà. Nghe không thầy, ông nói là cái gì mà bảy hàm lượng thức đáng nhớ mà không thuộc các em. Xếp tập lại, đừng có coi gì hết đó, lấy tờ giấy tự mình ghi ra thử coi. Quên lắm em, mà rất nhiều em quên đó, tới 90% quên. Được chưa? Nó đơn giản vậy đó, mà tới 90% quên rồi đó. Bạn nào mà nếu như mà không tin thầy nói đó, thì em, nếu như em nói là đã thuộc rồi phải không, em đi khảo sát thử trong lớp tụi em, khảo sát thử 10 đứa, thầy bảo đảm với tụi em là gì, 8 đứa không thuộc hết bảy hàm lượng thức đáng nhớ. Làm thử đi em. Nếu như mà tụi em khảo sát mà 10 đứa mà đứa nào nó cũng thuộc hết, có gì gọi điện cho thầy ha. Cái đầu hỏi là ủa số điện thoại thầy đâu gọi. Đơn giản em. Những cái video thầy ra sau này có đầu có đuôi. Đầu đuôi của thầy nó là giống như trên truyền hình vậy em. Đầu đuôi nó có số điện thoại của thầy. Hoặc các em vào cái website mà, website học tập miễn phí á, trung tâm tài năng trẻ .edu.vn, trong đó là đăng tải tất cả những bài giảng và đề cương miễn phí hết mà. Tụi em vào trong đó đau đề cương miễn phí vậy là không? Đó, rằng luyện đau tức là gì, vào nó xem video hoặc đau video gì nhà không? Coi xem trở lại, xem trở lại được xong rồi là gì, là xong rồi đau đề cương về mình làm nhiều, thầy dạy thì làm gì có nhiều giải nhiều được bài nhiều bài tập phải không em? Cho nên là tụi em đăng thêm cái bài đau cái bài tập nó về rằng luyện nhiều tự nhiên giỏi em, không cần đi học đâu hết đó, không cần đi học đâu. Nhưng mà khi mà đến mà tụi em thi đại học em, nếu như em nào giỏi rồi thì từ đó có thể mày mò thêm thì vẫn đi thi được. Nhưng có nhiều em là không được giỏi lắm thì bắt buộc cũng phải đi luyện thi thôi. Bắt buộc phải đi luyện thi. Nhớ ha. Mới ai chứ học nội chứ trên trường không, nó học đủ căn bản. Đó. Không đủ kiến thức mà. Rồi đang nè. Như vậy là mũ 3. Như vậy là trong 7 hàng tưởng thức đáng nhớ ở lớp 8 thì mình làm được hai cái mũ 2 và mũ 3. Các em, mấy em mới nói hồi nãy giờ thầy làm tam giác đẹp là chỉ sử dụng cho cái là dấu cộng thôi, dấu trừ đâu làm được, thấy không? Tại vì sao thầy không sử dụng dấu trừ? Nó đơn giản lắm em.
chỉ cần nháy mắt cái là xong hết rồi, thấy không? Nhớ nè, thầy nghe thầy nói này. Khi cái dấu trừ á, là tụi em chỉ cần cứ qua một hệ số tụi em đổi dấu là xong, đổi dấu là xong. Đây này mày, này ví dụ như này, cái đầu tiên á, ví dụ như này cộng một thì người ta để số một, đầu tiên không có gì là dấu cộng này. Còn ví dụ như mà trừ một mà để một, cái này là sai, hiểu chưa? Trừ một là trừ một, nhưng mà cộng một người ta không ghi dấu cộng, người ta để số một thôi, hiểu chưa? Đây tức là nè, a cộng b tất cả bình, đầu tiên không có gì tức là dấu cộng này, qua một hệ số đổi thành dấu trừ, qua hệ số đổi thành dấu cộng nếu như ở đây dấu trừ, hiểu chưa mày? Cộng trừ cộng, em thấy hợp lý vậy đó. Đây mày, dấu trừ nè, đầu tiên không có gì là cộng trừ cộng trừ, cái này cộng trừ cộng trừ đó, có phải là trong nháy mắt là nó ra cái hàm nội thức có dấu trừ này, mang dấu trừ liền nha em ha. Nhiều em lắm mà làm tới cuối cùng khai đằng sau dấu trừ này nhá, nhiều khi chỗ này cộng cái trừ, cái trừ, cái trừ luôn, hay là ví dụ như cộng cộng cái trừ trừ, nhiều lắm em. Cho nên là nhớ mà, cái dấu trừ là phải thay đổi dấu liên tục, cộng trừ, nhớ chưa? Như vậy là mình được 4 hàng đẳng thức đáng nhớ trong cái 7 hàng đẳng thức đáng nhớ rồi, đúng không nè? Cái mấy cái kia từ từ mà thầy chỉ luôn ra cái dạng N hàng đẳng thức đáng nhớ cái này đã, xong chút thầy chỉ cho à, để làm cái gì, tại sao phải tới N? Thứ nhất, những bài toán khó thì mình khai người ta cho tới mũ 4, mũ 5, mũ 7 rồi mấy à, mà nếu như mình biết cái cách này nè, mình làm ngay ra đáp án liền mà, tức là mình khai cái ra đáp số liền này, mình giải bài toán rất là nhanh, được chưa? Đó, hoặc là ví dụ như là à, khi mình lên lớp 11 á mấy, mình tính cái giới hạn đó, rồi mình tính trong cái dãy số chứng minh quy nạp rồi đó, là thường thường là cái hàng đẳng thức nó lên tới N, A cộng B tất cả mũ nào à, lên lớp 11 đó là mình học bên tổ hợp mà à, tổ hợp mà em biết không, cái này chẳng qua là cái tam giác này là thầy dạy là tam giác đẹp, nhưng khi lên lớp 11 đó tụi em học nó có tên đàng hoàng là tam giác bát căn, tam giác bát căn, và để cho tụi em khai trong cái tổ hợp khai mũ N, thấy không? Đó thầy nói luôn đó. Nhưng mà lớp 11 mới học, giờ thầy dạy cho học sinh lớp 8, lớp 9, lớp 10 nè, như vậy thì nó bắt can á, biết đâu mình nói tâm giác đẹp cũng ghiền lắm, cứ đẹp là ghiền à, không ai không thích cái đẹp gọi điện cho thầy nha à, hoặc là ví dụ như là khó khăn gọi điện cho thầy cũng được, đi khám bệnh đi, không không ai thích cái đẹp hết á, nhớ chưa? Rồi nè đó, như vậy là cái mũ ba rồi. Bây giờ nè, đơn giản lắm, người ta cho một bài toán, người ta cho mũ bốn là tự nhiên cái mình đuối liền à, mắc gì đuối với em, tại vì khai cái mũ ba với mũ một nhân lại, và khai mũ hai nhân lại cực quá, mình làm phát một luôn em, đo luôn nè, cộng từ bên trái sang bên phải, một cộng ba bằng một cộng ba bằng bốn, ghi chính giữa thuộc số một. Cộng đây qua đây rồi đây qua đây, 3 cộng 3 là bằng 6, ghi chính giữa thuộc số 1. 3 cộng 1 bằng 4, ghi chính giữa thuộc số 1. Rồi mình thấy nó hết đẹp rồi. Hết đẹp rồi thì mình nhiễu số 1 theo mày, nhiễu số 1 theo. Rồi ra lại tam giác đẹp. Thấy chưa? Ra tam giác đẹp rồi mấy em. Các mấy em coi nè. À, cái hàng mà cái hàng này nè, kế số 1 này là số 1. Ở đây kế số 1 là số 4, như vậy A cộng B tất cả mũ 4 ha. Đây, khai triển này, A cộng B tất cả mũ 4 sẽ bằng này, hệ số đầu tiên là hệ số 1, A mũ cao nhất trong mũ 4 là A mũ 4, và B mũ thấp nhất là B mũ 0, đúng chưa? Cộng cho này, tới hệ số 4 A mũ 4 mình hạ xuống 1 bậc, còn A mũ 3, B mũ 0 tăng lên 1 bậc là B mũ 2. Tiếp tục tới hệ số 6. A mũ 3 mà hạ xuống 1 bậc là A mũ 2, B mũ 2 mà tăng lên 1 bậc
là gì? Ủa, b mũ không là tăng lên một bậc là mũ một, là mũ hai nhanh quá vậy, đúng không? Cái b mũ một là tăng lên một bậc là lên b mũ hai, được chưa? Tiếp tục tới hệ số 4. A mũ 2 mà hạ xuống 1 bậc còn A mũ 1. B mũ 2 tăng lên 1 bậc B mũ 3. Tiếp tục tới hệ số 1. Rồi A mũ 1 hạ xuống 1 bậc là A mũ 0. B mũ 3 tăng lên 1 bậc là B mũ 4. Như vậy ra đây là theo là A mũ 4 cộng 4 lần A mũ 3 B cộng 6 lần A bình phương B bình phương cộng 4 lần A B mũ 3 cộng B mũ 4. Mày làm sao? Mũ 4 mà làm cái rạc nó ra liền hả? Nó liền luôn á. Mình làm xong có mũ cộng nha, tới trừ nè, thấy không? Trừ nè. Đó. Thì đầu tiên không có gì là cộng. Cộng qua một hệ số đổi thành dấu trừ, qua hệ số đổi thành dấu cộng, qua hệ số đổi thành dấu trừ, qua hệ số đổi thành dấu cộng, thấy chưa? Đó, cộng trừ cộng trừ cộng, thấy chưa? Đơn giản lắm, thầy nói với em học đơn giản lắm. Nếu như học mà mình biết mà học tốt ấy, mà mình biết cái gì mà phương pháp những cái độc chiêu á, thầy nói thật sự tụi em học tốt nó đơn giản lắm. À, rồi từ từ khi mà thầy dạy qua cấp số cộng á, rồi thầy mới nói cho tụi em nghe là không ai mà học, nếu như mà người ta chuyên về toán ấy, không có ai mà cứ cầm một bài toán cái tìm cái là theo cái gì dạy cứ mần mò mình biết cái gì dạy cái đó nghe. Nhưng mà khi cầm một bài toán ra, không, mình phải nghiên cứu cái cách nào đi đến đáp án nhanh nhất và an toàn nhất. Rồi nghiên cứu cái đó làm em. Nghiên cứu ra làm khi nào bí rồi mình mới dùng phổ thông. Đấy chưa? Còn không là mình phải đi tìm nghiên cứu phương pháp nó có đầy đủ nè. Đây như vậy ra mũ 4 rồi. Bây giờ thấy không em, đơn giản lắm. Giờ học trước mà nghe nó mũ 4 đuối rồi, giờ nghe nó mũ 5 em, mũ 5 đơn giản nữa nè, thấy không? Đây nè, đây 1 cộng 4 bằng 5 ghi chính giữa thuộc xung ô. 6 4 cộng 6 bằng 10 ghi chính giữa thuộc xung ô. 6 cộng 4 bằng 10 ghi chính giữa thuộc xung ô. 4 cộng 1 bằng 5 ghi chính giữa thuộc xung ô. Ra tam giác 6 nè. Không phải tam giác cái gì tùm lum ấy, mình phẫu thuật lại. Đẹp liền mà. Đẹp liền mà. Thấy chưa? Chưa dừng lại ở đây đâu. 1 cộng 5 bằng 6 nè. À, ghi chính giữa thuộc xung ô. 5 cộng 10 bằng 15 ghi chính giữa thuộc xung ô. 10 cộng 10 bằng 20 ghi chính giữa thuộc xung ô. 10 cộng 5 bằng 15 ghi chính giữa thuộc xung ô. Ghi chính giữa thuộc xung ô. 5 cộng 1 bằng 6 ghi chính giữa thuộc xung ô. Không đẹp mình tạo cho nó đẹp ra. Thấy chưa mày? Tiếp tục mà. 1 cộng 6 bằng 7 ghi chính giữa thuộc xung ô. 6 với 15 là 21 ghi chính giữa thuộc xung ô. 15 với là 20 là 35 ghi chính giữa thuộc xung ô. 20 cộng 15 là 35 ghi chính giữa thuộc xung ô. 15 cộng với 6 21 ghi chính giữa thuộc xung ô. 6 cộng 1 bằng 7 ghi chính giữa thuộc xung ô. 6 rồi tạo cho nó đẹp ra, thẩm mỹ về nó lại. Rồi tụi em không? Cái tam giác đẹp càng ra nó càng đẹp, nó đều là nó đẹp. Được chưa? Rồi nó đẹp. Như vậy nè, mấy bữa tụi em mũ 3 con thuộc, giờ mũ 7 là chuyện bình thường. Nháy mắt xong liền cái hàng lần thức A cộng B tất cả mũ 7. Nè, con đây nè. Đó. Rất khó khăn cho những em học sinh lớp 8 làm được điều này nha mấy em. Đó. Khi mà học sinh mà giỏi mà lên lớp 11 trở lên rồi, mấy cái này là bình thường. Nhưng học sinh kể cả như mấy em, thầy giờ thầy đang dạy một em là chuyên Quang Trung tỉnh Bình Phước mấy em, mà khai triển A cộng B tất cả mũ 4 là phải khai có mũ 3 với mũ 1 nhân lại đó. Nghe chưa mấy em? Cho nên đừng có chủ quan. Và đừng có nghĩ thầy dạy cái gì mà cơ bản dạy. Có nhiều em nói thầy ơi cái này dễ ạt mà thầy làm gì thầy dạy. Tức là dễ đối với em giỏi. Nhưng mà không phải trên mấy triệu học sinh trên toàn quốc đó em. Không được bao nhiêu đứa giỏi đâu em. Còn học sinh dở nó nhiều hơn học sinh giỏi. Mà đã giỏi rồi cần gì phải học em.
Cho nên thầy dạy để giúp những đứa dở để nó cùng giỏi theo. Được chưa? Em nào cảm thấy là mình tự hào là mình đã giỏi rồi mà em đừng coi cái này em. À, đừng coi. Tại vì khi mà tụi em coi á, sao tụi em comment là cái gì ạc vậy mà nó hoài nói nhiều hơn vậy á, mấy đứa nó ném đá. Thấy chưa? Tự động mấy đứa ném đá. Ừ, cho nên đời trong cuộc sống này em không ai hơn ai hết. Như kể cả như thầy dạy, thầy nghiên cứu nhiều phương pháp để thầy dạy như vậy nè, để cho học sinh hiểu, chứ thầy chẳng nói thầy hơn ai. Thầy không nói thầy hơn ai đó. Thầy chỉ nói là thầy dạy cho học sinh nó hiểu, giúp học sinh thôi, chứ thầy không nói hơn ai. Thậm chí nhiều khi mà thầy cũng bỏ ra rất là nhiều thời gian, thầy đi coi mấy cái video của các thầy cô khác nữa mà. Thầy cũng chui vô các cái trung tâm luyện thi mà lúc mà thầy còn trẻ, là để làm gì? Để thầy coi những thầy cô đó dạy thế nào, thầy tích hợp trở lại rồi thầy đưa ra một cái phương pháp dạy riêng cho cô thầy. Và từ cái nền tảng của các thầy cô đó, thầy không có chê ông đó dạy dở, cô kia dạy tệ rồi gì hết. Người ta mỗi người có một cái hay riêng, thấy không? Tiếp thu liền mà. À, nhưng mà dạy chứ có nhiều video á, thầy đăng lên cái video của thầy và thậm chí nhiều video của các thầy cô khác, có nhiều em chửi thích thậm tệ luôn ấy. Thầy nghĩ mấy em đó không phải là có học đâu, thấy không? Nếu như tụi em học là tụi em biết từ tốn mà em biết khiêm tốn, còn những em như thế người ta gọi là vô học ấy. À, người thầy cô đã cắt công dạy như để giúp rất là nhiều em, tự nhiên vô cái này dễ ạt mà dạy, mà nó mà dạy cái này kia nó gì đấy, mình biết dễ là đối với mình dễ, nhưng mà biết bao nhiêu nhiều em là biết bao nhiêu em là khó đối với em đó, mà em đó cần phải học cái đó. Mình vô mình chọt cao người ta, phải mấy đứa học sinh kia nó coi cái thằng này, cái con này tự cao tự đại không, tự nhiên người ta chửi mình ấy. Cho nên mình vô mình xem mình cảm thấy không hài lòng bỏ qua cái khác, thấy không? Nhớ nghe đó. Thầy hy vọng là trong cuộc sống mình đừng chủ quan, đừng tự cao tự đại, nó sẽ thất bại bất kể lúc nào. Họ nói sông có khúc, người có lúc, hiểu chưa? À, sông có khúc cạn khúc sau, chứ đâu phải chỗ nào sau hết chỗ nào cũng cạn hết. Còn người có lúc giàu có lúc nghèo, có lúc giỏi có lúc tệ, không? Có lúc minh mẫn có lúc không minh mẫn, nhớ chưa? À, chứ không lúc nào cũng là mình cứ giỏi suốt như vậy được đâu. Trong cuộc sống không phải lúc đầu mình cũng phải là nó thuận buồm xuôi gió đâu em. Thấy cho tổng thống Iraq không? Thấy không? Tổng thống của Libya không? Thấy không? Đó, đang làm tổng thống hiện đại như vậy, vợ làm 3, 40 bà như vậy đó, thấy không? Sống trong một cái hoàng cung như vua vậy đó. Thấy không? Cuối cùng đó là quá sức là coi như là chèn ép người dân này nọ, cuối cùng là gì? Mỹ qua đập đầu liền ha. Đập đầu xong đeo treo cổ ha, cuối cùng tự nhiên chết không? Tự cao tự đại quá. À, mấy người tự cao tự đại quá là chết. Hiểu không? Đó, chắc chắn ông chết trước cũng chết sau. Mà sẽ là không phải chết theo cái kiểu như quy luật cuộc sống ấy, là trẻ ra lớn lên già chết đâu, nhưng mà chết bất kỳ tử. Đó, nhớ chưa? Cho nên trong sống đừng tự cao tự đại, nhớ chưa? Đó, đang nè. Bây giờ mình khai nè, mình khai cái mũ 7 nè. A cộng B tất cả mũ 7, hệ số đầu tiên là hệ số 1 đây nè, không khai cái ra liền đáp số luôn à, không có mất công như mấy bữa. 1 nhân A mũ 7, B mũ thấp nhất, B mũ không cao nhất mũ 7. Tại vì nó là A, B mũ 7 như vậy, cao nhất là mũ 7. Tiếp tục tới mà 7 lần. A mũ 7 mà hạ xuống 1 bậc, còn A mũ 6, B mũ 0 mà tăng lên 1 bậc, B mũ 1. Tiếp tục tới 21 em. 21. A mũ 6 mà hạ xuống 1 bậc là còn A mũ 5. Đó, A mũ 5. B mũ 1 tăng lên 1 bậc là B mũ mũ 2. Tiếp tục tới 35 ha. 35. A mũ 5 mà hạ xuống 1 bậc còn A mũ 4, B mũ 2 mà tăng lên 1 bậc, B mũ 3. Được chưa? Ha!
đừng giật mình nha mấy em. Nó nói thầy hay nhảy mũi mà nhảy mũi đã là phải nhảy lớn nhảy mới đã mày. À, tiếp tục tới 35 em. A mũ 4 hạ xuống một bậc là B mũ 3. B mũ 3 tăng lên một bậc B mũ 4. Tiếp tục tới 21 em. A mũ 3 hạ xuống một bậc còn A mũ 2. B mũ 4 tăng lên một bậc B mũ 5. Tiếp tục tới hệ số 7. A mũ 2 hạ xuống một bậc còn A mũ 0. B mũ 5 tăng lên một bậc B mũ 6. Tiếp tục tới hệ số 1 em. Rồi, A mũ ở đâu có A mũ 2 hạ một bậc A mũ 1. A mũ 1 hạ một bậc A mũ 0. B mũ 6 tăng lên một B mũ 7 nè. Thì chưa? Theo như cái trên là thì mình ghi gọn A mũ 7 cộng 7 lần A mũ 6 B cộng 21 A mũ 5 B mũ 2 cộng 35 A mũ 4 B mũ 3 cộng 3 lần A mũ 3 B mũ 4 cộng 21 A bình B mũ 5 cộng 7 A B mũ 6 cộng cho A mũ 7. Thấy chưa mấy em? Đây này, ra liền luôn á, mới có xíu sao món hàng nó thích rồi. Đâu có cắt công và cực khổ như lúc trước vậy. Đây nè, thi dấu. Trời, đầu tiên không có gì là dấu cộng. Qua một hệ số đổi dấu trừ, qua hệ số đổi thành dấu, dấu trừ. Rồi, qua hệ số đổi thành cộng, trừ, cộng, trừ, cộng, trừ. Thấy chưa? Đó nè, đầu tiên không có gì cộng. Trừ, cộng, trừ, cộng, trừ, cộng, trừ. Đó, cộng, trừ nó liền. Như vậy vân vân phải không mấy? Thấy vân vân chưa? Vân vân ha. Vân vân nè. Rồi, tức là bây giờ chỉ cần có giấy thôi. Có giấy bao nhiêu mình khai mũ anh là mũ 1 triệu, 100, 1 tỷ, 1 bao nhiêu cũng được. Cứ có giấy, có mực là mình viết được hết. Ghi liền ra đáp số luôn. Thế nha, hỏi làm sao làm được nó, làm cái áp dụng cái tam giác đẹp mà thầy cam chỉ á, thấy không? Rồi, áp dụng tam giác đẹp mà. Ra liền ha. Thầy bảo đảm với tụi em khi thầy ra video này, thầy sẽ giúp rất là nhiều học sinh từ lớp 8 trở lên. Thầy bảo đảm một điều là như vậy. Tại vì rất nhiều em không thuộc nổi bài hàm thức đáng nhớ. Thậm chí nhiều em chỉ thuộc đúng lớp 12 là thuộc đúng có hai cái thôi. A cộng B tất cả bình và A trừ B tất cả bình. Có em dò thuộc đúng một cái mà có em không thuộc hàm lượng thức nào luôn em. À, tụi em mới là khi mà nghe thầy nói có cái này mà nghe thầy nói kêu thầy nói sao kỳ vậy. Tại vì tụi em ít gặp em. Còn thầy đã dạy mười mấy năm rồi nay rồi. Và thầy kiểm tra thì thấy như vậy. Chính vì thế mà thầy mới nghiên cứu cho bằng mọi cách để hôm nay thầy cho ra cái video này. Thì bạn đảm bảo một điều khi tụi em bắt đầu lớp 8 học bài hàm lượng thức đáng nhớ. Nhớ nè, em nào mà có xem rồi đó, mà mình thuộc rồi đó, mình nhớ giới thiệu cho mấy bạn xem nha mấy em. À, mình giúp mọi người sau này người khác giúp lại mình cái chuyện khác nữa mấy em. Mình đừng có nghĩ là tao biết rồi thôi cứ mình giữ luôn, mình không chỉ cho người ta. Cuối cùng người ta cũng không thuộc, như vậy là tội người ta. Trong cuộc sống này mình cứ được mình chỉ cho người ta. Bây giờ chỉ dễ lắm em. Không? Ví dụ như này, trong lớp cái mình chỉ mấy đứa trong lớp mình, về hàng số mình chỉ mấy đứa hàng số mình kêu cứ vô trong đó học đi, cái đó thuộc hết, thuộc đời nữa, hay lắm, làm bài tập sướng lắm. Hoặc là bây giờ có Facebook mà mình đăng lên Facebook cái mình đăng lên tường của mình, cái mình nói là gì, à vào đây học cái này hay lắm nè, chỉ có thuộc liền á, là cái đó là nhanh nhất luôn em, là mình sẽ giúp được rất nhiều học sinh. À, thầy mong á, tại vì á là nhiều khi thầy dạy như thế này, thầy đăng lên có nhiều em biết, nhiều em không biết, thì thầy giúp những em biết rồi đó, thì những em biết đó giúp lại những em chưa biết, mình cùng nhau giúp với nhau em. Tới một lúc nào đó mình cảm thấy là toàn quốc này là một nhà em, đúng không? À, thầy nói vui lắm. Vừa rồi á thầy có lên trên, thầy có đi nhưng mà có một anh á comment cũng tức cười, thấy không? À, thầy đi về miền Trung công tác em, khi mà dừng xe lại á, ăn cơm tối mà, thầy đi xe dừng nằm á, là dừng trở lại cái ăn tối, có một cô bé, tức là bốn cô bé đi thi đại học về, trong bốn cô bé đó có một cô bé quê hương Hà Luông em,
tức là cùng ở Quảng Nam, cùng ở một huyện Nông Sơn luôn em. Mới nói, ủa cái này có phải thầy Cam không? Thấy không? Cái thầy cười cười cái hỏi, ủa có phải không? Cái kêu, à, trời ơi nghe giọng này là đúng rồi, tức là nhìn thấy và nghe giọng là đúng rồi. Mấy bữa nay là trước khi đi thi là em học mấy cái video của thầy, học hết là những cái video nào của thầy là em học hết rồi. Ủa mà sao lại bây giờ là thầy đi đâu đây, thấy không? Mà sao nhìn thầy tức là đi một bình thường mà em thầy cũng mặc bộ đồ thể dục thôi. Tức là ý mà em đó nói là như thầy đi ra là phải mặc công lê đồ này nọ mà bình thường mà người ta làm gì đó người ta làm. Trên ví dụ như đứng lớp thì mình phải làm sao để cho mọi người nói là người ta đừng có nói là ông thầy thế này ông thầy thế kia, đúng không? Nhưng mà khi mình đi ra mình hãy là hòa nhập với cuộc sống em, người ta sao mình vậy, em hiểu chưa? Người ta sao mình vậy. Cho nên là khi mà mà em nhận ra cái ủ không ngờ mà tự nhiên bữa nay mà em được gặp thầy ở ngoài đây á, sao hay thế, cái không có gì hay hết, có nhiều người như thế nhưng mà tại em tụi em chưa biết thôi. Từ từ rồi tụi em sẽ biết, tại vì em lên mạng em học nhiều đi, những người đó rồi cũng ở bên mình thôi. Bây giờ em xem mà em học được rồi á, ít bữa nữa đó tụi em cũng lên mạng cứ cũng giảng những cái video đó, cái đăng lên mạng cái rồi cái cho mấy đứa nó vô nó học á, giúp học sinh á, cái tự nhiên bữa sau những đứa học sinh khác á nó gặp em cũng vậy à, nó cũng y chang gì chứ không khác gì hết trơn em ha, không có cái gì mà nó kinh khủng hết em, thấy không? Nó không có gì kinh khủng hết, cho nên chắc chắn rằng là mình giúp mọi người á vui lắm em, đi nhiều người gặp nhau cái ông này thầy Cam này, thấy không? Vui lắm, thầy nói em đi đâu cũng gặp em, đi Đồng Tháp á, thấy không? Thầy đi công tác Đồng Tháp xuống dưới đó rồi cũng gặp học sinh cũng nhận mà ơi thầy ca vui lắm. À, chính vì thế mà thầy thấy là thầy có phấn khởi và thầy sẽ làm nhiều cái video hơn nữa, hy vọng vậy, mà video thầy sẽ cẩn thận hơn, tức là bây giờ là thầy quay là chuẩn HD hết rồi, cho nên nhìn rất là rõ, hồi trước mấy cái kia nó hơi mờ. Khi nào mà thầy làm xong rồi thầy sẽ cố gắng thầy quay lại những cái video đó mà cho nó rõ ràng nè, chứ để cái kia cái máy quay nó dở quá cái rồi nó mờ mờ học sinh nhìn nó rất là khó, có nhiều em không có máy tính mà chỉ xem trên điện thoại thôi đó. Cho nên là thầy cố gắng thầy sẽ giúp cho tụi em ha, rồi đang em đó. Bây giờ mình khai tới cái mũ n nè, mũ n là a cộng b tất cả mũ n, tựa đề thầy nói là cách thuộc n hàng là thức đáng nhớ, tự nhiên khai tới mũ 7 bỏ đó đúng không? Không được, phải tới n. Rồi muốn tới n thì đơn giản lắm nè, bây giờ mấy em coi một đây là ví dụ như là hệ số đầu tiên chắc chắn lúc nào cũng là số 1 nè, tụi em coi cái nào cũng hệ số là số 1, a là cái mũ của cao nhất đúng không, 3 mũ 3 b mũ 0, 4 là mũ 4 b mũ 0, rồi 7 là mũ 7 b mũ 0, không như vậy đấy. N tức là A mũ N, B mũ A mũ N, B mũ 0. Để chưa mà tiếp tục em, tiếp tục hệ số kế tiếp này là của cái mũ em, nên là hệ số kế tiếp là của cái mũ, thấy em thấy chưa? N thì đây là N. Đó. Qua một hệ số này, ở đây mũ 7 thì xuống mũ 6, B mũ 0 lên mũ 1. Mũ N thì chỗ này là A mũ N trừ 1, B mũ 0 tăng lên B mũ 1. Không em? Cái đầu có thầy nói cho vui nè. Hồi đó ông nhà bác học nghiên cứu tới chỗ này không em? Cái ông chết. Ông chết. Khi ông chết rồi cái là cái đời sau đó, người ta không biết em. Cái người ta chấm chấm vậy nè. Người ta chấm chấm chấm. Còn tới cái là gì? Ngay chỗ này à mô. Cái rồi gì? A mũ 0 với B mũ N. Phải không em? Đó giờ tụi em thấy trong các hàng luận thức mà người người ta ghi tới chỗ này cái người ta chấm 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 vậy nè, nên tại vì hồi đó đang nghiên cứu để chừng cái ông chết không, cái giờ mình không biết chỗ này đúng không em? Sẽ có nhiều em cười ví dụ đó phải không, thầy nói cái đó là nói cho vui thôi, nói cho tụi em đang xem mà nãy giờ thầy nói nhiều hơn vậy á tụi em buồn ngủ phải không, thầy nói vậy cho tỉnh ngủ á, chứ không phải là ông chết ông nghiên cứu mà
N mình biết N bằng nhiêu không? Mình không biết N bằng nhiêu thì mình chấm 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 ở giữa là mình thể hiện còn nữa. Và mình ghi cái đầu và cái cuối này. Hiểu chưa? Chứ đừng có nghĩ là bữa sau về nó thầy Cam ổng nói vậy đó. Ổng kêu là ổng nghiên cứu, ông nhỏ học nghiên cứu tới chỗ nào ông chết mất tiêu, có không biết ở giữa là cái gì. Biết mà em, nhưng cái điều không có giấy để mà ghi. Hiểu chưa? Đó, người ta thể hiện nó là chấm 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 vậy đó. Hiểu không? Đó, nhớ nha. Cái đó là thầy nói giỡn cái vui đó nha. Đừng có đồn ra tùm lum hết nha. Vô tình thầy Cam nổi tiếng à. À, thôi đừng nổi tiếng vậy mấy em. Đó, em vừa vừa em dễ sống. Mấy em thấy như diễn viên nổi tiếng quá, chỉ cần bước đi phải có vệ sĩ á, thấy không? Chứ không có là nội có xin chữ ký không cũng đuối nữa. Mà cái đó là người ta nổi tiếng, chứ còn thằng nó giỡn cho vui cái là nổi tiếng tầm bậy, thấy không? Không được đâu, nhớ chưa? Cái đó nói giỡn á. Ở giữa này biết chứ không phải không biết. Nhưng N mình đâu biết N là nhiêu, cho nên mình chẳng chăm chăm chăm. Được chưa? Rồi, xong rồi mày. Ngược lại mày. Ở đây, tiếp tục này. A trừ B. Tất cả mũ N. Bằng. Y chang mày. 1. A mũ N, B mũ 0. Không có gì là dấu cộng. Qua cái đổi thành dấu trừ. N, A mũ N trừ 1, B mũ 1. Cái rồi cộng, chấm chấm chấm. Có nhiều em. Tới chỗ này. Trừ A mũ 0, B mũ N. 1. Đúng không em? Tất nhiên 10 đứa hỏi 9 đứa dạ đúng. Thấy chưa? Nhưng tất nhiên trong đó có một em xin giỏi. Em biết không hề ở chỗ đó không đúng. Thấy chưa? Nhưng mà nó như thế này mới đúng em. Mà em nghĩ nè. Tức là khi làm ra cái này tụi em tự kiểm tra được. Nghe chưa? Tự kiểm tra được mình đúng hay là không đúng. Mình làm đúng chưa? Đó, cái mà bây giờ thầy mới nói. À, tự mình kiểm tra mình làm đúng hay không đúng nha. Thứ nhất, cái tam giác đều là tam giác đẹp này á, thấy không, là luôn luôn hai cái nhánh hai bên đối xứng với nhau. Thầy chỉ cho cách mình tự mình kiểm tra mình đúng không nha. Mình kiểm tra tam giác nữa, mình coi này, hai nhánh đối xứng này này, 3 1 3 1 ha, 6 này, 4 1 4 1, 10 5 1 10 5 1 đối xứng mà. 20 giữa này nè, 15 6 1 15 6 1. Mũ chẵn là có một số chính giữa. Rồi hai nhánh hai bên giống nhau. Mũ lẻ thì hai cái nhánh hai bên nó giống nhau. Nè, mũ lẻ mũ bảy nè, 35 21 71 à, 35 21 71 luôn luôn đối xứng nhau vậy. À, thấy chưa? Như vậy tụi em để được chưa? Đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thầy chỉ cho tụi em cách kiểm tra mình đúng hay không đúng nè. Nhá. Nếu như ở đây mũ 3 thì tụi em nên nhớ hai cái mũ của một cái hệ số này luôn luôn cộng lại bằng 3. Đó nè, 3 cộng 0 nè, 2 cộng 1 là 3, 1 cộng 2 3 3 thấy không? Mũ 7 nè, 7 cộng 0 bằng 7 thấy không? 6 cộng 1 bằng 7, 5 cộng 2 bằng 7, 4 cộng 3 bằng 7, 3 cộng 4 bằng 7, 2 cộng 5 bằng 7, 1 cộng 6 bằng 7, 0 cộng 7 bằng 7, thấy chưa? Đó, nếu như tụi em kiểm tra lại đó không đúng là tụi em đã khai triển sai. Đó. Và một cái là tụi em tự kiểm tra thì đúng hay không nữa. Khi tụi em khai nè, hệ số đầu tiên là số 1 thì cuối cùng á tụi em trở lại số 1 là nó vừa là cái B mũ cao nhất và A mũ thấp nhất. Hệ số cuối cùng là số 1 thì A phải hạ xuống cuối cùng là con số 0. Và B và tăng có mũ lên cuối cùng là mũ bằng cái mũ này của các em có thích. Được chưa? Nhiều em khai là tới chỗ là số 1 nó còn dư đóng vậy đó, là chưa có tới 1 2 là mình kiểm tra lại đấy. Nó luôn giống như sóng vỗ mà. Thấy không? Làm cái này giống như sóng vỗ vậy nè. Có nghĩa là A mũ cao nhất, B mũ thấp nhất thì bắt đầu hay là cứ qua một hệ số thì A hạ xuống một bậc và B tăng lên một bậc, luôn luôn vậy. A hạ B tăng, A hạ B tăng, A hạ B tăng hết giờ. Đó. Cứ A hạ B tăng như vậy. Thấy tự kiểm tra được chưa? Rồi dấu nè. Dấu cộng thì mình không nói. Còn dấu trừ cứ qua một hệ số là mình đổi đổi dấu. Được chưa? Rồi tụi em có chỗ này là dấu trừ nó sẽ trật nè. Nè coi đây.
Nếu như mũ chẳng á, mũ chẳng là cái cuối cùng ở chỗ này á, cái cuối cùng này nè, cái cuối cùng này là nó là dấu cộng, mà có mũ lẻ là cuối cùng là dấu trừ, thấy không? Thấy chưa? Đó là mũ 4 nè, cuối cùng mũ chẳng cộng. Có mũ 7 nè, cuối cùng nè dấu trừ. Thấy chưa? Nhưng mà tụi em này chỗ này dấu trừ, đâu biết n này là chẳng hay lẻ. Thấy chưa? Đó, cho nên nó sẽ sai. À, sẽ sai. Thì mình phải làm như thế này nè. Mình làm như thế này nè. Đó, ngay chỗ này mình làm dấu cộng. Nhưng mình để nè, trừ 1 mũ ấy. Đây nè. Không phải đâu, đâu. Quên. Đây nè. Cộng cho trừ 1 mũ n. Tại sao vậy mà? Tại vì khi mà n chẳng á, thì trừ 1 nó sẽ bằng cộng 1 ra đúng. Chẳng là sao là cộng, đúng không? Còn nếu như n là lẻ, là cứ mũ lẻ là dấu trừ ra dấu trừ mà. Trừ nhân cộng ra trừ, như vậy mũ lẻ là trừ hết. Thấy chưa? Như vậy thì nhớ nè. Cái này nhiều em làm không được lắm. Nhớ là nhiều em làm không được lắm, mà ít em làm được lắm. Cho nên cái nhiều mà nó nhiều hơn cái, cái không biết nó sẽ nhiều hơn cái. Chính vì thế mà thành ra cái này ha. Rồi, như vậy là thầy chỉ cho tụi em là cách thuộc n hàm đẳng thức dạng này rồi. Nhưng mà chỉ cho cách thuộc này á, thì nó mới được có 4 hàm đẳng thức trong 7 hàm đẳng thức đáng nhớ mà tụi em học ở trong trường. Như vậy ông thầy này chỉ cho cách thuộc n, trong khi có ba cái kia xài không được thôi, chỉ chi vậy? À, từ từ khoan dộ kết luận mà. Thầy tiếp tục chỉ nghe chưa, tiếp tục chỉ, mình sẽ tiếp tục nè. Tức là mình thuộc lại n hàm đẳng thức đáng nhớ cái dạng kia rồi. À, còn cái này nữa nè. À, cái này, cái là a bình trừ b bình nha. Rồi a mũ 3 trừ cho b mũ 3. Rồi a mũ 3 cộng cho b mũ 3. Rồi a mũ n trừ cho b mũ n. A mũ n cộng cho b mũ n. Đó, mấy cái này là lớp 11 mình học đó em. Tức là những cái bài tập ở trong lớp 11 đó, nếu như mà không thuộc mấy cái này làm cực lắm, nó khó lắm. Thấy chưa? Khó lắm. Rồi, như vậy mình coi này. Thầy sẽ chỉ. Rồi, trong cái bài hàng đẳng thức đáng nhớ là còn 3 cái nữa nè. Rồi, cái đó, cái này nó rất thực tế mà. Đó nè. Ví dụ như thầy hỏi nè. Cái công thức nó sinh ra từ cái nguyên lý trong cuộc sống này. Thấy chưa? Đó, nó sinh ra là như vậy, từ cái nguyên lý trong cuộc sống. Có nhiều em hỏi nguyên lý là sao thầy? Thầy nói nè, khi mà tụi em học lý lớp 9, nếu như thầy cô mà dạy rộng ra thì nói như thế này: con trai á, là mang điện tích dương, con gái là mang điện tích âm. À, và có nhiều người người ta gọi là mà âm thịnh mà dương suy á, có nghĩa là con trai là nó tệ mà con gái là nó tuyệt vời đó, nó mạnh mẽ lên đó, thấy chưa? Đó là cái dương âm. Như vậy để cho tồn tại cái nòi giống ở trên cái trái đất này, để cho tồn tại nòi giống con người, thì có phải là phải có dấu cộng và dấu trừ không? Phải có trai và gái không? Đúng không? Đó, tức là gì? Phải có trai, có gái, tức là có bố, có mẹ mới có con. Đó. Và nó tồn tại như vậy. Tụi em thấy nè, bây giờ nó có một cái chế độ là như là cái kiểu như là gay á, là trai với trai cũng làm đám cưới á, hay là lép là con gái với gái á, là cũng làm đám cưới rồi đây nọ. Nhưng mà những cặp đó không bao giờ tồn tại được lâu nè, không bao giờ sống được lâu, không bao giờ sống với nhau suốt đời được. Và thầy cũng chưa thấy trên mạng, trên báo chí cũng chưa ai đăng, được chưa em? Đó, cho nên là mình cứ hiểu theo đúng cái quy luật cuộc sống, quy luật tự nhiên từ hồi nào đến giờ. Nè, muốn để cho một cái nòi giống nào đó, muốn có con bò con cũng phải có con bò đực và con bò cái, hiểu không? Đó, hay là muốn mà có được cái con chim con á, là cũng phải có con chim đực và con chim cái, con chim trống và con chim mái mới có được con chim con em ha. Đó. Rồi để thầy tắt cái điện thoại đấy.
Đó. Cho nên để cho nó tồn tại được một cái công thức mang, nó luôn luôn tồn tại cái dấu cộng và một dấu trừ. Ha, dấu cộng và dấu trừ. Thì nó đơn giản nhất nè. Trong một cái công thức ấy, là có dấu cộng dấu trừ thì mới tồn tại được cái công thức này. Cái giống y chang trong cái cuộc sống này. Ha. Ở ngoài trời nó mưa, cho nên nó hơi ồn, thầy sẽ nói lớn xíu, thấy không? Đó. Và cái đó là nó rất là thực tế mà. Thực tế lắm á, thấy không? Đơn giản như hai cái nông châm này, khắc cực hút nhau, mấy em thấy không? Khắc cực hút nhau đó, mấy em để khắc cực hút nhau là hút cái cứng ngắc luôn á, mà có em để cùng cực nó đẩy nhau, giống như là như vậy đó, là cái nguyên lý con trai với con trai ngồi gần đẩy nhau, con gái với con gái ngồi gần đẩy nhau, mà con gái với con trai ngồi gần hút nhau, đó, được chưa? Hỏi như vậy ở trong trường á, trai gái ngồi gần sao nó không hút, gái gái ngồi gần sao nó không đẩy, bạn trai với trai ngồi gần sao nó không đẩy, được chưa? Thì thầy nói muốn đẩy ra công viên coi kìa, thấy không? Nó hút nhau kinh khủng lắm á, có em nào chưa biết không, chưa biết ra công viên coi, trời ơi hai đứa nó hút cứng ngắc cả, nó hút còn hơn 500 nữa à, nhớ chưa? Cái đó là con hút à, thì cái đó là thầy nói là con hút là hút, còn cái đó không phải tự nhiên mà do là cái hoàn cảnh đó em nó tạo nên. Như vậy trong tự nhiên giống như 500 có không? Có đây, tại vì như thế này, cái cơ thể của mình nó rất lớn nhưng mà cái lực hút nó quá bé đi, hay là cái lực đẩy nó quá bé đi, mình không nhìn thấy được em đó. Nếu như muốn nhìn thấy, tụi em thử lấy một cái 500 thử mà cực nhỏ đó, tụi em để vào, tụi em sẽ thấy hút và đẩy đàng hoàng, trai với trai ngồi, gái với gái ngồi gần nhau, đưa 500 thử vô thấy nó đẩy nhau. Hoặc là gì, một cái dương, tức là một đứa trai một đứa gái ngồi gần nhau, lấy 500 thử đưa vô nó hút nhau lắm em, nhớ chưa? Đó là thấy có đó, nhưng mà vì cơ thể mình lớn, lực hút quá bé cho nên không có cảm nhận được này. Đó, cho nên là cái nguyên lý nó luôn đúng nha. Còn muốn biết con người, mà muốn biết nó lực hút mạnh hay không mạnh, cứ ra công viên đi, thấy không? Trai gái hút nhau hút kinh khủng lắm, dính hơn 500 luôn, thấy không? Thầy đi thầy thấy hoài à, nhưng mà tụi em cũng đã từng rồi, thấy không? Còn mấy đứa nhỏ nhỏ không biết đó, mà đừng đừng nói thầy nó tầm bậy nha, đó. Cái đó là thầy chỉ thực tế đó, thấy không? Mấy đứa mà nhỏ quá thì cũng đừng nên qua, đừng nên coi chi, thấy không? Coi bắt chước bắt công, thấy không? Đó, đây nè, như vậy A bình trừ B bình trước mắt là A trừ B, giống như người ta nói vậy mà. Con trai bây giờ đi phẫu thuật thành con gái đi phẫu thuật thành con trai, nhưng mà bản chất đầu tiên nó vẫn là con gái, đúng chưa? Đó, cho nên là con trai con gái mà dấu trừ là con gái trước mắt là con gái, được chưa? Con gái trước mắt là con gái, xong rồi phải có con trai, tức là dấu trừ phải có dấu cộng, nó mới tồn tại công thức này, được chưa? Nó tồn tại công thức này. Như vậy nam em nè, chỗ này cộng mà a nhân với bao nhiêu thành a bình, a nhân a thành o bình, như vậy chỗ này sẽ nhân với cộng nè, trừ nhân với cộng, luôn luôn tồn tại như vậy nó mới tồn tại được em đó. Rồi này a trừ b thì a cộng b, cái này con gái thì này con trai, nó mới tồn tại các em thấy không? Họ nói gì bồ bịch á mà gì ngồi nhau ở nhà hay là bất kể một cái chỗ nào đó em, ở bờ ruộng trước khi cũng vui vậy. Tao nói người buồn chẳng có vui đâu bao giờ em nghe không? Dù có đi vô suối Tiên, Đầm Sen hay bất kể một cái khu du lịch Đại Nam hay là Nha Trang, Vũng Tàu, đi một mình cảnh thì vui đó, nhưng mà trong người mình vẫn buồn là buồn, hiểu chưa? Cho nên người ta mới có câu thơ là người buồn chẳng có vui đâu bao giờ ấy. Mà vậy khi hai người cùng vui á, hai anh bồ bịch chỗ nào cũng vui á, ra quán cóc ngồi cũng vui, thấy không? Ngồi ở nhà trước khi người ta đi chơi chỗ này chỗ kia, mình ngồi ở nhà vẫn vui, mình ra trước khi mình để hai cái ghế gần gần nhau xíu cũng vui, thấy không? Đó, cho nên là đúng cái quy luật của nó là nó vui và nó tồn tại, thấy chưa? Thầy chỉ như vậy để sau này á,
sau này á là tụi em coi đúng hay không đúng, mình nhìn vô nó không đúng quy luật là nó sai, nhớ chưa em? Đúng quy luật là nó đúng và không đúng quy luật là nó sai. À, chứ đừng nghĩ toán khô khan, không khô khan tí nào em. Rồi ở đây này, trước mắt A mũ 3 trừ nguyên mũ 3, con gái trước mắt là con gái, cỡ nào nó cũng là con gái nè, con trai trước mắt là con trai. Rồi nhân với cái gì đó từ từ mình tính ha, con gái trước mắt là con gái đó, con trai trước mắt là con trai, thấy chưa? Con gái trước mắt là gái, còn con trai trước mắt là con trai. Như vậy mình coi nè, ở đây nè, ở đây dấu trừ rồi, chắc chắn ở đây phải là dấu cộng ấy, nó mới tồn tại được công thức này, nhớ chưa? Rồi thấy chưa, con gái ở đây phải là con trai, nhớ ha. Ở đây dấu trừ rồi, ở đây mũ 3 mà ở đây mũ, ở đây phải là mũ mũ 2. Mũ 2 thì mình nghĩ ngay tới cái mũ 2 mấy anh nè, dấu cộng là A cộng B tất cả mũ 2. À, như vậy chỗ này sẽ ra là A bình cộng 2AB cộng B bình, đúng không? Là A nhân A, A bình nhân A mới ra là mũ 3. Nhưng mà tự nhiên lấy cái này nhân vô cái này chứ không đúng cái đó, nó sai mất cái đó đi, nó sai mất cái đó đi. Thì muốn để cho nó đúng thì cái này nè, mình bỏ đi mày, mình bỏ nó đi. Như vậy ở đây này, tức là A trừ B rồi nhân với bình phương thiếu, bình phương thiếu của tổng nhân với bình phương thiếu của tổng này. Thiếu là thiếu cái gì? Là thiếu số 2 á, thiếu số 2 á, thấy không? Tức là mình bỏ số 2 này đi, chính là nó sẽ ra này, A trừ B nhân A bình cộng AB cộng B B bình, thấy chưa? Em thấy có nguyên tắc nãy giờ đó. Đây trừ thì đây phải là cộng, ở đây con gái thì đây phải là con trai, chắc chắn một điều là như vậy nó mới tồn tại được cái công thức này, được chưa? Tiếp tục đây đúng không em? Đây nè, ở đây mũ 3 cộng trước mắt là cộng, con trai trước mắt là con trai đó. Thì ở đây phải là con gái, được chưa? Con gái mà mũ 1, mũ 3 là mũ 2, mũ 2 mình nghĩ nghe tới nè, A bình trừ 2AB cộng B bình, thấy không? Đó là nó ra A bình trừ 2AB cộng B bình. Có rất nhiều em chỗ này dấu cộng nó ra đây trừ trừ nhiều lắm em, trừ trừ tại vì nghĩ đây cộng rồi thấy đây trừ trừ hết sai liền, trừ tức là ở đây nè đó mang thấy không? Nhưng mà lấy cái này mà nhân vô cái này nó cũng sai luôn đó, tại vì ở đây nó là thiếu số 2, bỏ số 2 này đi, thấy chưa? Đó thì ở đây là sẽ bằng là A cộng B nhân với là gì? Bình phương, bình phương thiếu của tổng đôi thì của hiệu, đúng không? Như vậy thiếu là thiếu cái gì? Thiếu số 2, nhớ chưa em? Thì ở đây chính là đây nè, nó bằng A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B B bình, ha em? Đó nó đúng theo thầy nói với em á, tụi em là dù là học đó là từ đâu mà ta nghiên cứu ra. Ví dụ như tụi em thấy không, có nhiều chiếc máy bay á giống y chang con chim vậy đó, à, rồi có chiếc máy bay chế là y chang chiếc con cá mập vậy đó. Tức là cái những cái ý tưởng của những cái vật dụng mình xài giống như chiếc xe nè, hay là chiếc máy bay hay bất kể cái gì đó, là nó người ta sẽ nghiên cứu ra từ những con vật này. Tại sao nghiên cứu được máy bay? Người ta thấy con dơ con bay, con chim con bay. Đó, tụi thấy không? Mấy con chim như đại bàng, con ó rồi nó đưa cái cánh ra vậy nè, cánh nó im vậy đó mà cuối cùng cứ bay đi được. Nó đâu có quạt đâu em, nó im vậy đó mà lượn đi bầu trời được. À thì người ta sẽ nghĩ ra được cái chiếc máy bay, thấy không? Người giỏi lắm. Như vậy cũng phải có một cái lý do như vậy. Thì ở đây nè, có lý do hết. Những công thức mà ra nó đều có lý do hết. Quan trọng là thầy cô có chỉ cho tụi em hay không, và thầy cô lúc đó có học và nghiên cứu sau để nắm bắt những cái này chỉ cho tụi em hay không, hiểu chưa? Đó, không phải thầy cô nào cũng biết, có người biết, có người không biết,
có người biết người ta không thích chị, biểu học đi, không dạy tới giờ tới buổi thôi à, là tới tháng lãnh lương là được rồi, không người ta không chỉ kỹ à. Như vậy có nhiều em là đặt câu hỏi như vậy, thầy mà thầy dạy cứ miễn phí như vậy lấy gì thầy sống, không à, cái câu hỏi đó là câu hỏi lớn, nhưng mà đối với thầy nó là nhỏ, đơn giản lắm em. Khi mà thu vào là mình sẽ có nhiều nguồn thu. À, nhiều nguồn thu có nghĩa mình không thu ở cái lĩnh vực này, mình sẽ thu trong lĩnh vực khác. À, mình phải biết đối với thầy là ăn quả nhớ kẻ đồng cay, người thầy thầy cô trước giúp thầy, giờ thầy giúp lại học sinh, được chưa? À, thầy dạy những cái này miễn phí nhưng mà những đứa học thầy có nhiều lắm em, thấy không, thì là thầy thu lại những đứa học trực tiếp với thầy. À, là thầy có tiền, thấy không? Còn những cái này đây là làm miễn phí mà, những cái gì đăng lên mạng là miễn phí hết á, thấy chưa? Mà em thấy vô các trang mạng khác á, như trong cái là học mãi.vn rồi á, tụi em vô trong đó là có nhiều thầy kết hợp lại cái đưa bài giảng lên, bài giảng lên cái chỉ cho coi một hai cái video đầu thôi, còn lại đóng tiền mới vô được chứ không đóng tiền đâu vô được đâu, thấy chưa? Còn tụi em coi video của thầy, cái thầy cũng có một cái website như trang vậy, nhưng tụi em vô tự do, vô bao nhiêu cũng được ha. Hồi trước á là thầy làm cái website kia á, nó trục trặc, là nói chung là do cái yếu tố chủ quan này, và những cái yếu tố mà mình không thể nói nên lời được, cho nên nó cứ hư hoài. Còn website của thầy bây giờ chắc chắn không bao giờ hư mấy. À, thầy nhờ cho mấy anh kỹ thuật ở bên trường đại học FPT làm cho thầy, cho nên website bây giờ chắc chắn là không bao giờ hư. Bây giờ là chưa có bài giảng nhiều là vì thầy chưa có thời gian để thầy đăng lên, thấy không? Mấy bữa nữa thầy sẽ cho học sinh nó đăng lên, và thầy cho rất là nhiều giáo viên giảng nhiều bài giảng đăng lên cho tụi em, thì tụi em sẽ vào học trong website của thầy là nó đầy đủ nè, khó cần đi tìm ở đâu hết ha. Rồi bây giờ nè, thầy giảng tiếp cái này nè. Đó, như vậy đây, ở đây con gái rồi thì ở đây là con trai là dấu cộng, như vậy cộng là cộng hết luôn, thấy chưa? Mấy anh coi nè, ở đây mũ 3 thì ở đây mũ 1 rồi thì đây mũ 2, thấy chưa? Luôn luôn ở đây nhỏ hơn cái này cả, thấy chưa? Như vậy ở đây nè, mũ n mà ở đây mũ 1 rồi thì ở đây a mũ n trừ 1. Lấy hai cái mũ này nè nhân nhau nè, a mũ 1 nhân với a mũ n trừ 1 nè, a mũ 1 nhân với a mũ n trừ 1, mình biết rồi, a mũ em mà nhân với a mũ anh là bằng a mũ em cộng anh. Như vậy a mũ 1 cộng cho n trừ cho 1 ra a mũ n, đúng không? Đúng rồi, ha. Rồi b mũ thấp nhất b mũ 0, dấu cộng là cộng hết, nhưng mà tụi em thấy đâu có hệ số đâu, cho nên không có hệ số. Tiếp tục đó nè, a mũ n trừ 2 thì b mũ 1, cộng nè, a mũ n trừ 3 thì b mũ 2, luôn luôn cộng lại cái nhân với a cái ra này, thấy chưa? Rồi và cộng cho chấm chấm chấm, dấu cộng cho nên chỗ này cộng luôn, a mũ 0 b mũ n trừ 1, thấy chưa? Đó, có nguyên tắc hết nè. Thầy nói lại chỗ này xíu nữa nè. À, tụi em thấy nè, chỗ này cái mũ này nhân với mũ này lẫn ra nè, đây nè, cho nên là chỗ này mũ n, chỗ này mũ 3 thì chỗ này mũ 1, đây mũ 2, tức là 3 trừ 1 là 2, thì đây mũ n, thì đây mũ 1 rồi, thì đây a mũ n trừ 1, thấy chưa, n trừ 1, rồi b mũ 0 là 1 á, đây nè. Rồi nguyên tắc cái đầu tiếp theo, nguyên tắc là a hạ một bậc thì b tăng lên một bậc, dấu cộng thì cộng hết, riêng trong cái này thì hệ số không có, không có hệ số. Được chưa? Nha. Rồi tương tự dấu trừ cũng vậy mà. Rồi đây dấu cộng này, cộng trước mắt là cộng, sau đó nhân với dấu trừ. Dấu trừ không phải là tất cả đều trừ hết, thấy nha, mà dấu trừ á thì nhớ mấy em nè, trừ là cứ cộng trừ cộng trừ cộng trừ thay đổi liên tục, mấy em nhớ không? Mấy em sai này nhiều lắm, cho nên có cái này nè. Đó, đầu tiên không có gì là dấu cộng,
Như vậy a mũ n trừ 1 b mũ 0. Tiếp tục tới dấu trừ, a mũ n trừ 2 b mũ 1. Tới dấu cộng là a mũ n trừ 3 b mũ 2. Thấy chưa? Cái này hạ xuống một bậc là này tăng lên bậc. Hệ số không có. Cộng trừ thay đổi liên tục. Tới chỗ này mà em chấm 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 nhiều quá, anh n mình phải chấm mới được nhá. N là xong tới đây. Nhiều em là gì? Trừ cho a mũ 0 b mũ n trừ 1. Sai không em? Thầy có làm hồi nãy rồi đó. Không biết cái này chẳng hay lẽ. Cứ lẽ là dấu trừ mà chẳng là dấu dấu cộng như vậy mình làm vậy nè. Là cộng là đây cộng cho trừ 1 mũ n trừ 1 á. Hồi nãy là mũ là mũ n, còn bây giờ là cái chỗ này nè. Chẳng hay lẽ do chỗ này cho nên n trừ 1 thì đây phải n trừ 1 trừ 1. N trừ 1 này là số chẵn thì chỗ này dấu cộng. N trừ 1 là số lẻ thì đây dấu trừ, trừ nhân cộng ra trừ mấy. Được chưa? Rồi, như vậy á là mình thuộc bảy hàng đẳng thức đáng nhớ, đơn giản như đang giỡn luôn em, thấy không? Bảy hàng đẳng thức đơn giản như đang giỡn. Đây ba cái ở bên hồi trước nữa, bốn cái là bảy cái, quá đơn giản. Không những thế, bây giờ thầy dạy qua cái video này tụi em thuộc tới anh n hàng đẳng thức đáng nhớ, hiểu chưa? Anh n hàng đẳng thức đáng nhớ với học sinh lớp 8 trở lên rất khó khăn, hiểu chưa? Rất khó khăn. Và thậm chí rất rất nhiều em, thầy dạy mười mấy năm nay rồi, là hầu như là chưa em nào mà thuộc trọn vẹn được hàng đẳng thức, được chưa? Đó, chưa là bảy hàng đẳng thức đáng nhớ, chứ đừng nói là thuộc tới là anh là hàng đẳng thức đáng nhớ. Tất nhiên những em trường chuyên lắm em, mấy em cũng quằn dữ lắm, thầy cô quằn dữ lắm, cho nên những em giỏi thì thường thường là thuộc hết bảy hàng đẳng thức đáng nhớ. Nhưng mà được bao nhiêu mấy đứa em giỏi vậy, không? Đó, cho nên này cũng rất nhiều em là không có giỏi, không giỏi thì không thuộc. Thầy bữa nay thầy sẽ giúp cho học sinh yếu cỡ nào cũng thuộc hết em. Học sinh dù học trường chuyên hay là không chuyên, bất kể chỗ nào xem video này là sẽ thuộc N hàng đẳng thức đáng nhớ, nhớ chưa? Và nhớ thầy nói rồi nè, thầy nói là một lần nữa, thầy là tạo mọi điều kiện để giúp cho tụi em. Tụi em khi em nào mà xem được cái video này cảm thấy nó hay thì, và nhiều em học sinh giỏi thấy nó không hay, cái đó thuộc rồi mà, làm được rồi không hay, thì mình nên chỉ cho những em yếu. Cứ chỉ vào trong YouTube á, là gõ là cách thuộc N hàm lượng thức đáng nhớ thầy Nguyễn Văn Cao, hoặc là tụi em chỉ gõ là thầy Nguyễn Văn Cao trong YouTube mà. Là tụi em sẽ tìm ra cái cách thuộc này vào xem, chỉ cho mọi người, cứ em này chỉ em kia chỉ em nọ đi, chỉ thật nhiều đi, giúp đi, tức là tụi em giúp bạn á, cái bữa sau bạn mà thấy gì hay hay giúp lại mình, đúng không? Hay hơn không? Chứ còn mình cứ thấy mình biết giờ mình sợ bạn mình hơn mình á, cái cuối cùng mình không chỉ cho nó thì những có những cái hay nó cũng đâu chỉ lại cho mình. Ví dụ như tại đó tụi em những em mà ích kỷ á, tức là mình biết mình sợ bạn, mình biết hơn mình không chỉ nó, thì cuối cùng mấy đứa kia thấy biết nó ghét á, có cuối cùng là nó biết cái hai cái ui cái đứa này ích kỷ lắm cho nên không chỉ lại. Thì rõ ràng cái mà em biết, cái tụi nó biết, rõ ràng chỉ mỗi đứa biết một nửa thôi. Mình biết kết hợp nhau mấy em, thấy không? Là mình biết cái nào mình chỉ cho bạn mình, cái bạn mình biết cái kia mà mình không biết cái chỉ lại cho mình, rõ ràng mình biết hai cái coi như là đều. Như vậy là mình sẽ biết gấp đôi, thấy chưa? Cho nên mình đừng có ích kỷ. Trong cuộc sống là như vậy đó, mình nên giúp mọi người, giúp bạn bè em út mình, được chưa? Cái này là cái nòng cốt của trong toán học đó. Em nào không biết, em nào biết rồi nhớ chỉ cho bạn mình. Em nào sử dụng Zalo đăng lên Zalo, em nào sử dụng là Facebook đăng lên Facebook, chia sẻ cái đường link cho nhiều em học đi mấy, giúp mọi em đi, rất tốt. Như vậy ha, thầy hy vọng rằng cái qua cái video này sẽ giúp được rất là nhiều em trên toàn quốc. Rồi, tới đây là thầy cũng hết được cái dạng này rồi, cho nên thầy thân ái xin chào tất cả các em. Thầy chúc là các em trên học sinh trên toàn quốc học tốt, học ngày càng giỏi.